Thưa quý vị, đó là Hải Đăng. Đừng. Tình yêu, thể nói sức mạnh của tình yêu đã thay đổi. Từng ngập là bad boy, thôi quay xe, thành một người rất tốt. So chỉ định là nghe rap thôi, mà vì nàng nghe phải rap tốt. Chỉ cần nói là anh thích, anh không bận tâm đó là hip hop hay bolero. Và nếu nàng là mặt gái anh, ủ bởi cần hết, em cứ mặc kệ nó. 20 là khi mà ta cùng trao nụ hôn với sự non nớt. Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa 21. 22 gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta. Và khi vừa bước vào năm 23 là những nụ hôn cũng dần thưa. Ta đã mặc kệ hết thế giới để yêu nhau, nhưng rồi lại không chiến thắng được thời gian. Em chọn cách cống lấy cho cơn đau rời đi thật xa mà không một lời than. Quá khứ chia làm hai phần, anh giữ lại những sai lầm. Bỏ lỡ một duyên chia ban để câu chuyện ta ra ra. Lên sóng vào tháng 6 năm 2024.